Trên hành trình đoàn tàu vẫn hỗ trợ tiêm trả khách một số ga sau: ga Gia Lâm, ga Cẩm Giàng, ga Hải Dương, ga Phú Thái, ga Thượng Lý và cuối cùng là ga Hải Phòng. Trong đường không có gì trở ngại, đoàn tàu sẽ đưa quý khách về đến ga cuối cùng là ga Hải Phòng vào lúc